Welcome to Unit 2. Chào mừng các em đã đến với bài học lớn số 2. I'm from Japan. Tôi đến từ Nhật Bản. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một vài tên các quốc gia. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh sau đây và cho cô biết những quốc gia này là những quốc gia nào nhé. Alright, đây chính là cờ. Trong tiếng Anh cờ là gì nhỉ? Cờ chính là flag, đúng không nào? Flag, cờ, cờ của các quốc gia. Bây giờ chúng ta nhìn vào bức tranh đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ biết ngay đây chính là đất nước nào vậy nhỉ? Đây chính là Việt Nam, đúng không nào? Việt Nam. Vậy thì ở trong tiếng Anh hay trong tiếng Việt thì Việt Nam, tên quốc gia vẫn là Việt Nam, với điều kiện là khi viết sang tiếng Anh thì chúng ta sẽ bỏ dấu đi thôi, đúng không nào? Alright, easy, right? Việt Nam. Very good. How about this country? Thế còn đất nước này thì sao? Đây chính là Nhật Bản, đúng không nào? How do we say this this word in English? Japan. That's right. Japan. Okay, Japan, Nhật Bản, Japan. Chúng ta sẽ không đọc là Japan hay là Japan. Okay, it is Japan, 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 Nhật Bản. Very good. Next one. How about this country? Thế còn quốc gia này thì sao? Bạn nào mà hay xem bóng đá thì chắc là sẽ đoán được ngay, đúng không nào? Đây chính là nước Anh, đúng rồi, chính xác. Vậy nước Anh chúng ta sẽ có England, England. Very good. Again, once again, everyone. England. England. Good job. How about this country? Thế còn quốc gia này thì sao? This is America. Good job. America. 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 Đây là nước nào nhỉ? Nước Mỹ, đúng không nào? Đây là nước Mỹ. Và America, hoặc là chúng ta có thể gọi là the USA. The USA, okay? Or America, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, hoặc là gì? Nước Mỹ, đúng không nào? America, okay? Very good. How about this country? Thế còn đất nước này thì sao? Chúng ta có nhìn thấy ở trên này sẽ có một góc nhỏ, đây chính là cờ Anh, đúng không nào? Và cả phần lớn của cờ này đó chính là quốc gia nào vậy nhỉ? That's right, everyone. Australia. 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 Good job. Đây chính là nước Úc, đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể nói theo phiên âm, theo tiếng Việt, đó chính là Australia, đúng không nào? Australia. Very good, guys. How about this country? Thế còn quốc gia này thì sao? That's right. It is Malaysia. Malaysia. Đây chính là quốc gia Malaysia, đúng không nào? Everyone, chúng ta nhìn nhá. Nếu như mà một số bạn ý rất là hay đọc sai, đó là Malaysia giống như là tiếng Việt, đúng không? Nhưng mà không phải, nó chỉ có ba âm thôi. Đó chính là Malaysia. Ok? Malaysia. 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 Ok? J, J. Malaysia. Đó chính là quốc gia Malaysia, đúng không nào? Ok, very good, guys. Alright, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại các cờ của các quốc gia này một lần nữa và cho cô biết đây là quốc gia nào nhé. Ok, this is Malaysia. Good job. How about this, this flag? This is Vietnam. Good job. This one? Japan. Very good, guys. This one? England. Good job. How about this one? America. Very good. America or the USA. That's right. How about this? Australia. Good job. Australia. How about this one? That's right. Malaysia. Malaysia. Very good. Vậy thì nếu như mà chúng ta có nhớ cái câu chủ đề của chúng ta trong cái unit này không? Câu chủ đề của chúng ta đó chính là I'm from Japan. I'm from Japan. Tôi tới từ Nhật Bản, đúng không nào? À, vậy thì mục đích chúng ta học tên các quốc gia ở đây là gì? Trong unit ngày hôm nay đó chính là để học cách giới thiệu tôi từ đâu tới. Vậy thì chúng ta sẽ có tôi tới từ Nhật Bản, ta sẽ có I'm from Japan, đúng không nào? Hoặc nếu trong trường hợp mà chúng ta tới từ Việt Nam, ta có thể thay cái từ Japan bằng tên của quốc gia đó, đúng không nào? Việt Nam, I'm from Vietnam. Tôi tới từ nước Anh, I'm from
England. Tôi tới từ Malaysia. I'm from Malaysia. Chúng ta sẽ thay tên quốc lạ ra Japan vào đây, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có cấu trúc I'm from, tôi tới từ. À, và chúng ta có nhớ cái từ I'm này, nó chính là viết tắt của từ gì không nhỉ? Đó chính là viết tắt của cả một cái cụm đầy đủ, đó là I am, đúng không nào? Vậy thì một là chúng ta nói tắt là I'm from, hai là chúng ta có thể nói đầy đủ ra I am from, đúng không nào? I'm from Japan. I am from Japan. Both are accepted, right? Cả hai đều được gì? Chấp nhận, cả hai cách, okay? I'm from or I am from. Very good, guys. So now, let's look at the flag of each country again and practice this structure. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cờ của các quốc gia và cô sẽ đưa lên một lần nữa để chúng ta nhớ lại một lần nữa và sau đó luyện tập cho cấu trúc sử dụng với I'm from, tôi tới từ. Alright, now let's look at here. Chúng ta nhìn vào là cờ đầu tiên này nhé. Vậy thì bây giờ đây chính là quốc gia này nhỉ? Việt Nam, đúng không nào? Bây giờ ta sẽ giới thiệu tôi tới từ Việt Nam, ta sẽ nói như thế nào nhỉ? I'm from Vietnam. Very good, guys. Or I am from Vietnam, right? How about this one? Do you remember this country? Ta có nhớ quốc gia này không? This is Malaysia. That's right. I'm from Malaysia. Tôi tới từ Malaysia, đúng không nào? Or I am from Malaysia. That's right. How about this one? Japan, right? I'm from Japan. Or I am from Japan. That's right, guys. How about this one? I'm from Australia. Or I am from Australia. Good job. How about this one? Very good. I'm from America. Or I am from America. Very good. And the last one? I'm from England. Or I am from England. Very good, guys. Very good. Vậy là chúng ta đã nhớ được cấu trúc này rồi, đúng không nào? Okay, good. Now, let's look at here. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đoạn hội thoại sau đây. Lắng nghe. Okay? Chúng ta sẽ nhìn vào các bức tranh, sorry. Và lắng nghe đoạn hội thoại sau đây giữa hai bạn nhỏ. Chúng ta có nhận ra hai bạn nhỏ này không? Hai nhân vật rất là quen thuộc đối với chúng ta từ năm lớp 3 rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe đoạn hội thoại giữa các bạn ấy và xem là nội dung các bạn ấy nói với nhau những gì. Alright, now let's listen. Listen and repeat. A. Nice work. Thanks. B. Hi, I'm Nam. Hi, Nam. I'm Akiko. Nice to meet you. C. Nice to meet you too. Where are you from, Akiko? I'm from Japan. D. Oh no! Sorry! Alright, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại hội thoại của hai bạn nhỏ này. Xem các bạn ấy nói gì nhé. Ở bức tranh A, picture A. Nice work. Nice work. Ở đây nghĩa là gì nhỉ? Nice có nghĩa là đẹp, đúng không nào? Work ở đây không hẳn là công việc đâu, mà nó làm như kiểu là sau khi mà chúng ta hoàn thành một công việc gì đó này, hoàn thành một công trình gì đó và cái sản phẩm mà chúng ta có thì chúng ta sẽ gọi đó là work. Ngay kể cả khi mà chúng ta vẽ một bức tranh hay là sau khi mà chúng ta viết một đoạn văn thì cái đó cũng được gọi là một work của chúng ta. Ok, một sản phẩm. Vậy thì nice work ở đây chính là một lời khen đưa ra có nghĩa là gì nhỉ? À, cái lâu đài cát rất là gì? Rất là đẹp, đúng không nào? Thanks, cảm ơn cậu. Hi, I'm Nam. Xin chào, tớ là Nam. Hi Nam, I'm Akiko. Nice to meet you. Chào Nam, tớ tên là Akiko. Nice to meet you. Hôm trước chúng ta đã học rồi đấy. Rất vui được gặp cậu, đúng không nào? Next one. Nice to meet you too. Tớ cũng rất vui được gặp cậu. Where are you from, Akiko? Where are you from, Akiko? Cậu tới từ đâu vậy, Akiko? Hoặc là cậu từ đâu đến vậy, Akiko? I'm from Japan. Tớ tới từ Nhật Bản. Oh no, sorry. Ôi không, xin lỗi cậu. Alright, vậy là cuộc hội thoại của hai bạn này xoay quanh việc các bạn ấy chào hỏi và giới thiệu về nhau, đúng không nào? Alright, very good. Now let's listen again and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại và sẽ đọc theo nhé.
A. Nice work. Thanks. B. Hi, I'm Nam. Hi, Nam. I'm Akiko. Nice to meet you. C. Nice to meet you too. Where are you from, Akiko? I'm from Japan. D. Oh no! Sorry! Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đoạn hội thoại vừa xong này. Chúng ta nhìn vào bức tranh C. Ok? Picture C. Chúng ta nhìn thấy là ở trong bức tranh này, bạn Akiko, bạn ấy có giới thiệu về việc bạn ấy tới từ đâu đúng không nào? I'm from Japan. Đây chính là câu cấu trúc mà chúng ta vừa mới được học ở đầu bài xong đúng không nào? Nhưng mà trước khi mà bạn ấy đưa ra cái lời giới thiệu I'm from Japan thì bạn Nam bạn ấy có đặt ra một câu hỏi. Bạn ấy hỏi bạn Akiko xem là cậu từ đâu tới, cậu tới từ đâu vậy đúng không nào? Bạn ấy sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Ta có thêm một cấu trúc hỏi đối với cấu trúc I am from Japan hoặc là I'm from. Ok, ta có where. Where are you from? Where are you from, Akiko? Akiko à, cậu tới từ đâu vậy? Đúng không nào? Where are you from? Ok, where are you from? Alright, I'm from Japan. Very good. Now everyone after me please. Where are you from? Where are you from? I'm from. I'm from. Ok, vậy là khi ta gặp một người, sau khi mà ta đã giới thiệu ở trong cái unit số 1 chúng ta học cách giới thiệu này, tên của tôi là, xin chào này, tên của tôi là này, rồi là rất vui được gặp cậu, đúng không nào? Ở trong đoạn hội thoại này các bạn ấy đã sử dụng toàn bộ những cấu trúc mà chúng ta học ở unit 1. Hello, I'm Nam, nice to meet you, đúng không nào? Hello, I'm Akiko, nice to meet you too, for example, ví dụ như vậy, đúng không nào? Và chúng ta sẽ được học thêm cấu trúc chính ngày hôm nay, đó chính là where are you from? Cậu từ đâu tới vậy? Where are you from? I'm from. I'm from. I'm from Japan. I'm from England. I'm from Vietnam. Right? Very good. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm với cấu trúc hỏi và trả lời này nhé. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ nhìn vào cho cô những bức tranh sau và cho cô biết đối với những bạn nhỏ này thì các bạn ấy từ đâu tới. Alright, chúng ta sẽ có bốn nhân vật, đó là Tom, Linda, Hakim and Tony. Và Tom thì tới từ America, đó chính là Mỹ. Linda tới từ England, đó chính là nước Anh. Hakim đến từ Malaysia, đúng không? Và Tony đến từ Australia. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem, nhìn vào cờ và nhìn vào các quốc gia và chúng ta sẽ đoán ngay được đấy là những nhân vật nào. Alright, đầu tiên chúng ta nhìn vào bức tranh đầu tiên nhé. Nhân vật này đó chính là một bạn nhỏ tới từ Malaysia. Vậy thì bạn ấy chính là Hakim, đúng không nào? Hakim. Very good. Tiếp tục nhân vật tiếp theo. Đây chính là bạn Tony tới từ Australia. Ah no, sorry. Đây chính là Tom đến từ America, đúng không nào? Đến từ nước Mỹ. That's right. Next one. This is Tony from Australia. Đây mới chính là Tony đến từ Úc. Và cuối cùng bạn Linda, đúng không nào? Đến từ nước Anh. Very good. Now, let's practice. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập như thế nào? Chúng ta sẽ luyện tập theo đôi với một bạn bên cạnh mình ở trên lớp. Hoặc chúng ta có thể luyện tập với bố mẹ hoặc là anh chị em của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ đóng vai là một trong bốn các nhân vật này, đúng không? Chúng ta ví dụ như bây giờ cô sẽ đóng vai là Hakim, đúng không nào? Cô sẽ giới thiệu về bản thân với những cấu trúc như sau. Hi, I'm Hakim. Xin chào, tên của tôi là Hakim. I'm from Malaysia. Tôi tới từ Malaysia. Và sau đó cô sẽ đặt câu hỏi cho người đối diện của cô hoặc là bạn bên cạnh của cô. Cô sẽ hỏi where are you from? Bạn tới từ đâu? Right? It is quite easy, right? Nó khá là đơn giản đúng không nào? Now, let's practice again. Bây giờ chúng ta luyện tập một lần nữa với nhân vật Hakim và sau đó luyện tập với ba nhân vật còn lại. Alright, again. Hi, I'm Hakim. I'm from Malaysia. Where are you from? Next one, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ là nhân vật Tom. Alright. Hi, I'm Tom.
I'm from America. Where are you from? Good job. Now I'm Tony. Bây giờ ta sẽ là Tony, okay? Hi, I'm Tony. I'm from Australia. Where are you from? And the last one, và nhân vật cuối cùng. Chúng ta hoàn toàn có thể thay từ hi bằng từ hello, right? Hello, I'm Linda. I'm from England. Where are you from? Okay, you get it? Chúng ta có hiểu không nhỉ? Easy, right? Rất khá là đơn giản, đúng không nào? Alright, that is for our practice for our structure. Đó chính là phần luyện tập cho cấu trúc mà chúng ta vừa mới được học. Now, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ chuyển sang phần kỹ năng tiếp theo. Đó chính là listen. Chúng ta sẽ cùng nghe. Chúng ta sẽ nghe... chúng ta sẽ nghe ba tình huống sau đây và tick cho cô và bức tranh đúng ứng với mỗi câu đó. Alright, chúng ta sẽ có ba tình huống và mỗi tình huống sẽ có ba bức tranh. Ở tình huống số 1, chúng ta trong cái phần nghe thì bao giờ cũng vậy đúng không nào? Ở trong chương trình lớp 3 cô cũng đã hướng dẫn rồi. Đó là chúng ta sẽ phải khi mà nghe để chọn bức tranh đúng ấy thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải nhìn các bức tranh trước, sau đó tìm ra sự khác biệt giữa các bức tranh đó, sau đó thì chúng ta mới nghe đúng không nào? Bởi vì nếu như mà chúng ta không nhìn tranh mà chúng ta nghe luôn thì chúng ta sẽ không nghe kịp đâu, chúng ta sẽ không bắt kịp được lời của các bức tranh đó đâu. Đặc biệt là trong những cái phần bài mà nó dài hoặc là khó. Thế còn những phần bài đơn giản thì có lẽ là cũng không sao đúng không nào? Alright, bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhé. Chúng ta có tình huống số 1, chúng ta sẽ có 3 bức tranh. Vậy thì ở 3 bức tranh này đó chính là 3 quốc gia khác nhau đúng không nào? The first one it is England. Next one it is Australia. And the last one it is Malaysia. Next one. Tiếp theo. Câu số 2 cũng như vậy đúng không nào? Cũng là 3 quốc gia khác nhau. Thế nhưng mà cái biểu tượng ở đây người ta sử dụng các biểu tượng khác nhau. Chúng ta nhìn nhá. The first one it is England. Bức đầu tiên đó chính là nước Anh đúng không nào? Và ở bức tranh này thì đây chính là biểu tượng đồng hồ Big Ben đúng không? It is the Big Ben. Very good. Next one. B. It is America. This is the Liberty Statue. Đây chính là tượng nữ thần tự do. Chính xác. And the last one. It is Australia. Australia. This is the Opera House. Đây chính là nhà hát opera đúng không? Nhà hát con sò đó. And number 3, và bức tranh, và tình huống số 3, đó chính là 3 bức tranh. Cũng là về 3 quốc gia khác nhau, nhưng ở trong các bức tranh này thì họ lại sử dụng các trang phục truyền thống đúng không nào? The first one it is Vietnam. This is áo dài, right? Đây chính là trang phục áo dài đúng không nào? Và có một điểm rất là đặc biệt đó chính là một số các cái đặc điểm đặc trưng, ví dụ như là trang phục truyền thống này hay là các món ăn đặc trưng hay là món ăn truyền thống thì thường khi chuyển sang tiếng Anh ấy thì họ sẽ không dịch sang đâu mà họ sẽ sử dụng nguyên cái từ đó. Cô lấy ví dụ như là áo dài thì chúng ta vẫn dịch là áo dài. Alright, chúng ta không dịch từng từ ví dụ như là áo sau đó dài, ví dụ long shirt or something like that, right? Chúng ta sẽ không dịch như thế. Rồi hay là ở đây cũng vậy. Nhật thì có kimono đúng không nào? Thì chúng ta cũng vẫn sử dụng nguyên cái chính cái từ đó của họ. And the last one, this is England. Và đây chính là trang phục truyền thống của nước Anh. Alright, now let's listen and tick the correct picture. Bây giờ ta sẽ cùng nghe và đánh tick vào bức tranh đúng nhé. Page 13, Activity 3. Listen and tick. 1. Hi, I'm Tony. Hello, Tony. I'm Hakeem. Nice to meet you, Hakeem. Where are you from? I'm from Malaysia. 2. Hi, my name's Quan. Hello, Quan. I'm Tom. Nice to meet you. Where are you from, Tom? I'm from America. 3. Hi, my name's Akiko. Hello, Akiko. I'm Linda. Nice to meet you. Where are you from, Linda? I'm from England. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại một lần nữa và chúng ta sẽ cùng nhau chữa nhé. Ok, number 1. 1. Hi, I'm Tony. Hello, Tony. I'm Hakeem.
Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. Hi. Xin chào. Hi, I'm Hakim. Xin chào, tên của tôi là Hakim, đúng không nào? Nice to meet you, Hakim. Rất vui được gặp cậu Hakim. Where are you from? Cậu tới từ đâu vậy? I'm from Malaysia. So, number one it is C, right? Câu số 1 đáp án của chúng ta chính là đáp án C. How about number 2? Hi, my name's Quân. Hello, Quân. I'm Tom. Hi, my name's Quân. Xin chào, tên của tôi là Quân. Quân. Hello, Quân. I'm Tom. Xin chào, Quân. Tên tôi là Tom. Nice to meet you. Where are you from, Tom? Nice to meet you. Rất vui được gặp cậu. Sao là bạn Quân mà hỏi này? Where are you from, Tom? Tom, cậu tới từ đâu vậy? I'm from America. I'm from America. Tôi tới từ nước Mỹ. Vậy thì bức tranh đúng của chúng ta, number 2, sẽ chính là đáp án B, right? Very good. And next one. Hi, my name's Akiko. Hello, Akiko. I'm Linda. Hi, my name's Akiko. Xin chào, tên của tôi là Akiko. Hi, Akiko. I'm Linda. Chào, Akiko. Tên của tôi là Linda. Nice to meet you. Where are you from, Linda? Where are you from, Linda? Linda, cậu tới từ đâu vậy? I'm from England. I'm from England. Tôi tới từ nước Anh. Vậy thì number 3, C, right? Okay, so number 1, the correct answer is C. Number 2, B. And the last one, number 3, C. Okay, this is our correct answer. Very good, guys. Now let's move on with another activity. Bây giờ ta sẽ chuyển sang phần hoạt động tiếp theo. Đó chính là look and write. Ta sẽ nhìn vào các bức tranh sau đây và sẽ điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Hoàn toàn có thể sử dụng information from activity number 1 and 2. Use the information. Sử dụng các gì nhỉ? Thông tin từ hoạt động số 1 và hoạt động số 2. Có nghĩa là sử dụng các thông tin mà chúng ta đã được học rồi đấy. Cờ này, rồi là gì? Tên của các bạn nhỏ mà chúng ta vừa mới được học xong, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhá. Number 1, số 1. Chúng ta nhìn vào lá cờ này, chúng ta sẽ biết ngay được là bạn này tới từ đâu nhỉ? Từ nước Úc, đúng không nào? Vậy thì ta sẽ có I'm from Australia. Tôi tới từ nước Úc. I'm from Australia. Tôi tới từ Úc, đúng không nào? Number 2, this is Hakim, right? Đây chính là bạn Hakim. Bạn ấy tới từ gì nhỉ? Malaysia, right? So, I'm from Malaysia. I'm from Malaysia. Good. Number 3, this is Tom from America. Đây là bạn Tom tới từ nước Mỹ. Vậy ta sẽ có I'm from America. I'm from America. Good. And the last one, this is Akiko from Japan. Đây là bạn Akiko, bạn ấy tới từ nước Nhật, đúng không nào? Vậy ta có I'm from Japan. I'm from Japan. Very good. Okay. So, vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái phần bài tập của chúng ta rồi, các phần luyện tập của chúng ta ngày hôm nay rồi. Vậy chúng ta đã nhớ được tên của các quốc gia và cờ của các quốc gia đó ở trong bài học ngày hôm nay chưa? Okay. Now let's practice with the name of this country and the structures we have learned today through a song. Chúng ta sẽ cùng luyện tập các cấu trúc mà chúng ta được học ngày hôm nay và một vài các quốc gia mà chúng ta được học ngày hôm nay trong bài hát sau đây. Alright, let's listen and sing along. Bây giờ ta sẽ cùng nghe và hát theo nhé. Page 13, Activity 5. Let's sing. Where are you from? Hello, Linda. Nice to meet you.
That's all for our lesson today. So what have we learned today? Vậy thì hôm nay chúng ta đã học được những gì? Chúng ta đã học được tên của 6 quốc gia đúng không nào? Now, let's give me the name of this country. It is Vietnam. Good job. England. Good. Japan. Australia. America. And Malaysia. Very good, guys. And we have learned this structure too. Và chúng ta cũng được học cấu trúc này đúng không nào? Cấu trúc hỏi Where are you from? Cộng từ đâu tới? Where are you from? Và cấu trúc trả lời I'm from. I'm from Vietnam. I'm from Japan. I'm from England. Right? Okay, so that's all for our lesson today. See you at our next lesson. Hẹn gặp lại các em ở bài học nhỏ số 2 của chúng ta nhé. See ya!